Cũng như em Chiến đã thông báo cho các bác thì em có về một con Crown Serie M240. Thì nó là y chang con S3 nha các bác, nhưng mà dòng M thì nó đẹp hơn, nó nhìn nó chắc hơn, M cũng hiếm hơn nha các bác. Dòng S thì nó sẽ màu trắng, dòng M thì nó sẽ màu xanh, và dòng CE nó sẽ là màu đỏ. Đấy, trong 3 dòng thì dòng M là em thấy mèo đẹp, không bị chói lòi. Đấy, còn mèo dòng ớt thì nó sẽ là màu trắng bạc nha, còn mèo màu xanh. Các bạn thấy mèo đẹp không? Con này thì một giá với con dòng con S3 nha các bác, 11 triệu nha. Chạy nguồn em nó đây. Con này là 1200W, chạy 24 sò sắt, sắt là nạn. Cũng trang bị là hai cầu loa như dòng ớt luôn nha. Còn CE 2000A thì nó giá là 10 triệu rưỡi nha các bác. Dòng CE nó rỉ hơn này 500. Trạm loa chuyên nghiệp và trạm loa thông dụng, đường tín hiệu vào 6 ly và 35 hoặc từ. Rồi, những con này thì em giới thiệu rất là nhiều, nó chung thiết kế với những dòng kia. Rồi, rồi em sẽ đi vào bên trong luôn nha, các bác cùng xem. Nó y chang như những dòng ớt thôi. S3 các bác, S3 khẩu S2. Đây là Crown vương miện M240, M240 nha các bác. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Vâng, thì đây là các bác. Đấy, mỗi vé nó chạy là 12 con sò sắt nha các bác, 12 sò sắt tăng phô vàng. Tụ là vẫn sử dụng tụ Philip vương miện nha các bác, hai con Philip vương miện này rất là đẹp. Bác nào chốt con này thì alo. Nói chung là Crown thì chắc tiếng nó đi vào điện thoại rồi, nó đi vào làm người Việt Nam chúng ta rồi. Những dòng này đặc biệt là Crown, QC, nội nghi, tiếng nó giống nhau nha các bác. Crown thì thiên sáng hơn rất là nhiều, nhưng mà QC thì cân ba giải, lực tấn mạnh. Nếu so với tầm giá thì QC nó sẽ hơn Crown, nhưng mà mình chọn Crown thì nói chung là thương hiệu, mua cái logo nó đấy. Chúng ta phải chấp nhận cái gì đó, mình phải có cái gọi là chấp nhận nha các bác. Nếu ra tầm 10 triệu thì QC và Crown hai con thì con QC nó sẽ hơn đấy. Nhưng mà nếu các bác nào mà thích thương hiệu Crown này, tại vì Crown nó đi vào Việt Nam mình trước tiên, nó đi vào lâu rồi đấy, nên anh em biết rất là nhiều. Còn nên các bác trưng bày đẳng cấp trưng bày thì các bác lựa chọn Crown, anh em vào nhà nó sẽ dễ biết hơn. Còn QC không phải ai cũng biết nha, QC thì mới vào Việt Nam mình vài năm mới thôi, nó đang dần nó tạo thương hiệu rất là ngon, tại vì nó quá là chắc, âm nó quá ngon. QC thì bên em vẫn cung cấp cho các bác rất là nhiều sản phẩm từ 7 triệu trở lên nha các bác. 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu, mười mấy triệu, hai mấy triệu cũng có nha. QC có nhiều con rất là khủng nha. Còn Crown cũng vậy nha các bác. Crown nó cũng có nhiều con khủng, nó có nhiều con rất là tầm tiền. Còn phụ thuộc vào anh em mình chơi cũng như là túi tiền thôi. Và phù hợp loa. Bắt 30 thì các bác lựa chọn những con này. Hoặc là hai cặp Boss, hai cặp BMB. Những 40 thì các bác lựa chọn cao cao hơn một tí. Vậy thôi. Cái này các bác mua hàng thì có alo cho em tư vấn cho. Còn các bác lựa chọn thì đó là tùy các bác. Đấy. Những con này thì các bác chơi hai cặp Boss, ba cặp Boss thì vô tư nha. Thì là hai cặp full 30, một cặp full 40. 24 sò sắt. Rất là đẹp, giá 11 triệu. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Và tiếp theo xin mời các bác cùng xem sản phẩm tiếp theo.